quý vị, thời tiết 24 giờ qua tại Kiên Giang, do ảnh hưởng bởi rìa xa phía tây nam của Hoàng Lưu bão số 1, nên toàn tỉnh có mưa diện rộng, có nơi mưa to và rải rác mưa dừa, gió tây đến tây nam cấp 4. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 1 tháng 7 đến 19 giờ ngày 2 tháng 7 tại một số địa phương như sau. Giang Thành là 44mm, Kiên Lương 98,4mm, Hòn Đất 70,2mm, Thành phố Rạch Giá 31,1mm, Tân Hiệp 74,2mm, Châu Thành 39mm, An biên 32,8 mm, An minh là 38,8 mm, thành phố Phú Quốc là 57 mm. Hình thế thời tiết hiện tại vào sáng sớm hôm nay 3 tháng 7, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trường gió tây nam trên hầu khắp các vùng biển Kiên Giang có cường độ giảm dần. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, tại khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía tây nam rã nắp thấp nối với dùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 1 có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, cùng với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, độ ẩm ít thay đổi. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Tại khu vực thành phố Rạch Giá thì mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và có dông, ngày thì có nắng gián đoạn với gió tây cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ sang đến khu vực thành phố Hà Tiên. Khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió tây cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông dài nơi, ngày có nắng gián đoạn, gió tây cấp 3, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 cho đến 31 độ. Sang đến khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và tại huyện Dòng Riền, Khu vực này mây thay đổi, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió gió tây cấp 3, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và tại U Minh Thượng. Tại khu vực này thì mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực thành phố Phú Quốc, Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều thì sẽ có mưa rào và chung, ngày có nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Độ cao sóng là từ 0,5 cho đến 1,75 m biển bình thường, có lúc động nhẹ. Sang đến khu vực gian bờ Kiên Giang, Nam Du và tại Phú Quốc. Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối, mưa rào nhẹ vài nơi ngày nắng gió Tây đến Tây Nam cấp 4, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 cho đến 32 độ, chế độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,5 m biển bình thường. Sang đến khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ trong ngưỡng từ 25 cho đến 31 độ. Độ cao sóng là từ 0,5 cho đến 1,75 m biển bình thường có lúc động nhẹ sang đến khu vực Vịnh Thái Lan. Tại đây, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ trong ngưỡng từ 25 cho đến 31 độ. Độ cao sóng là từ 0,5 cho đến 1,75 m biển bình thường có lúc động nhẹ. Lưu ý là trong cơn dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là chó chật mạnh, lốc xoáy và xét đánh. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến đây xin tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau kính chào tạm biệt